xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đón xem bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Trong bản tin sáng ngày thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023, chúng mời quý vị theo dõi những tin đáng chú ý sau đây. Cảnh báo về bão lan rộng ở miền Nam Ontario ngày hôm nay. Canada không thể xây thêm nhà nếu mà không có thêm người nhập cư. Thị trưởng Ontario cũng không đủ khả năng để mua nhà ở thị trấn 15 người bị tấn công tình dục tại một công viên nước ở West, Edmonton, Mall Thu hồi 10.000 chiếc xe Kia ở Canada do nguy cơ hỏa hoạn. Cùng với nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết, mời quý vị chú ý theo dõi. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị nhớ bấm like, mọi khi theo dõi chương trình, bấm vào nút subscribe để đăng ký kênh nếu quý vị vẫn chưa đăng ký và bấm nút chuông để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Cảnh báo về bão lan rộng ở miền Nam Ontario hôm nay. Nguy cơ dòng bão nghiêm trọng lan rộng sẽ phát triển trên khắp Nam Ontario vào ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 12 tháng 8, khi một áp suất thấp tràn vào khu vực. Hãy chú ý đến các cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt trong khu vực của bạn cho đến hết ngày thứ bảy. Ngoài ra, nên có sẵn một kế hoạch an toàn nếu thời tiết đe dọa đến gần, mặc dù là bạn đang ở nhà hay là đang đi trên đường. Thời tiết ở Tây Nam Ontario một loạt dông bão sẽ di chuyển ra khỏi michigan đã tràn qua tây nam của ontario suốt đêm thứ sáu đến sáng sớm hôm thứ bảy những cơn bão này không khắc nghiệt nhưng gió từ bão có thể gây ra gió giật mạnh mưa lớn và mưa đá nhỏ chúng ta sẽ thấy những cơn dông đó di chuyển về phía đông và phía khu vực của greater toronto vào đầu giờ sáng thứ bảy những người dậy sớm trong khu vực có thể đã thức dậy vì tiếng sấm rền tại Nam Ontario thì những cơn bão vào sáng sớm đi qua GTA tiến về vùng nông thôn và miền đông của Ontario vào chiều ngày thứ Bảy. Trong khi đó, đợt giông bão thứ hai mạnh hơn sẽ phát triển khắp miền Nam Ontario cũng trong chiều cùng ngày. Tất cả những kiểu thời tiết khắc nghiệt đều có thể xảy ra vào ngày thứ Bảy với gió mạnh, mưa đá lớn, mưa lớn và thậm chí có thể xảy ra một cơn lốc xoáy những cơn bão sẽ được hình thành vào buổi chiều và tiếp tục về phía đông trong ngày. Những khu vực cần đặc biệt chú ý về cảnh báo thời tiết vào ngày thứ Bảy bao gồm tuyến đường 401 gần với London, vùng Niagara, vùng phía đông, đại đô thị Toronto, GTA và phía nam của Highway 7. Lượng mưa lớn có thể dẫn tới nguy cơ lũ lụt cục bộ, đặc biệt là ở phía đông Ontario, nên đã chứng kiến những trận mưa lớn hôm 10 tháng 8. Người lái xe thì nên cảnh giác nước động ở trên đường, Đừng bao giờ cố lái xe qua vùng nước động, không thể biết nước sâu bao nhiêu cho đến khi quá muộn và con đường có thể đã bị cuốn trôi dưới nước. Ottawa dọn dẹp đường xá và tài sản sau mưa lớn. Thành phố Ottawa đang dọn dẹp sau cơn mưa lớn làm ngập úng đường, bãi đậu xe, công viên và các tài sản với mực nước lên tới 3 feet tổng lượng mưa là 77,8 mm đã được ghi nhận tại Central Experimental Farm hôm 10 tháng 8, trong khi lượng mưa 38,3 mm đã được ghi nhận tại trạm thời tiết sân bay quốc tế Ottawa. Các khu vực lân cận Carlton High và khu vực Riverside có lượng mưa gần 100 mm. Cơn bão đã đổ bộ vào Ottawa ngay trước 11 giờ 30 sáng với một số khu vực có lượng mưa từ 50 cho tới 70 mm trong 90 phút. Tại Central Experimental Farm đã ghi nhận có lượng mưa 1 giờ đạt đỉnh 48,7 mm. Bộ Môi trường Canada cho biết tổng lượng mưa đã dao động từ 31,5 mm ở Metcalf, 40,9 mm ở Cup, 41,1 mm ở Sixville và 50,8 mm ở Canada. Tính đến, đến chiều ngày 11 tháng 8, thành phố đã nhận được 130 cuộc gọi liên quan tới ngập lụt ở tầng hầm với số lượng lớn nhất đến từ các phương ở Alta Vista, Northdale, Meadowvale và College. Trong khi đó, thì cơ sở hạ tầng và dịch vụ nước đã nhận được 160 yêu cầu kiểm tra các vấn đề về cống và thoát nước. Giới chức của Ottawa cho biết không có tác động đến cơ sở hạ tầng tầm quan trọng của thành phố do cơn bão và các kế hoạch quản lý nước và nước thải đang hoạt động bình thường. bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản, chúng tôi là Thông Nguyễn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp, hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Canada hoàn toàn không thể xây thêm nhà nếu không có thêm người nhập cư, Bộ trưởng Miller cho hay phát biểu trước phóng viên hôm 11 tháng 8, bộ trưởng nhập cư Mark Miller cho hay cuộc khủng hoảng nhà ở của Canada hoàn toàn không thể được giải quyết nếu không có sự giúp đỡ của những người nhập cư mới mang theo kỹ năng của họ đến đây. Một báo cáo gần đây của Ngân hàng Canada rằng những người nhập cư mới đang làm tăng thêm nhu cầu về nhà ở. Theo đó, các phóng viên đã đặt câu hỏi liệu bộ trưởng nhập cư ông Miller có đang xem xét cắt giảm các mục tiêu nhập cư của Canada hiện nay đang ở mức cao trong lịch sử hay không? đáp lại thì bộ trưởng Miller nói rằng ông không có động thái như vậy. Ông cho biết chính phủ liên bang đang làm cho nhà ở có giá hợp lý hơn và thu hút những công dân lành nghề cần thiết để xây dựng nhiều nhà hơn. Nếu không có những công dân lành nghề đến từ bên ngoài, thì chính phủ hoàn toàn không thể xây dựng những ngôi nhà và đáp ứng nhu cầu hiện nay. Ông khẳng định Canada đang đặt mục tiêu chào đón 451.000 người nhập cư mới vào năm 2024. Đến năm 2025 thì con số này dự kiến sẽ lên tới 500.000 người nhập cư mới trong một năm. Theo ông Miller thì khoảng 60% người nhập cư mới đến Canada là người di cư kinh tế. Nhiều người trong số họ là loại công nhân lành nghề cần thiết để xây dựng thêm nhà ở. Thị thực đoàn tụ gia đình chiếm khoảng 20% những người di cư, phần còn lại là những người tị nạn và những người sinh tị nạn. Chính phủ liên bang đã tăng các mục tiêu nhập cư vào tháng 11 năm 2022 và Miller đã gợi ý rằng những mục tiêu đó sẽ cần tiếp tục gia tăng. Ngành xây dựng đang thiếu hàng chục ngàn công nhân và các chuyên gia cho rằng làn sóng nghỉ hưu sắp tới có thể khiến cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại thì tỷ lệ tuyển dụng làm việc trong ngành xây dựng đang ở mức cao kỷ lục với khoảng 8.000 80 vị trí tuyển dụng trong ngành. Trong khi đó, Canada đang thiếu hàng triệu ngôi nhà so với những gì cần thiết để đạt được khả năng chi trả nhà ở trong thập kỷ này. Ngay cả thị trưởng của Ontario cũng khó có thể mua nhà ở một thị trấn mà cô lãnh đạo. Thị trường nhà đất đang nóng đỏ của vùng Waterloo là khu vực gần nhà của thị trưởng thị trấn Wilmot, Natasha Salonen. Mặc dù kiếm được khoảng 90.000 đô la một năm từ công việc thị trưởng, ủy viên hội đồng khu vực với công ty điện lực địa phương. Song thị trưởng Salonen cho biết cô vẫn không đủ khả năng để mua một ngôi nhà ở thành phố mà cô ấy lãnh đạo. Salonen nói, tôi đang sống ở nhà cùng với bố mẹ, sống ở khu vực này thật sự không thể đạt được đối với một chuyên gia trẻ đang mắc nợ đại học và tôi biết mình chắc chắn không đơn độc trong trường hợp đó. Nằm ngay bên ngoài Kitchener-Waterloo, thị trưởng Wilmot có dân số khoảng 22.000 người, theo Hiệp hội Môi giới vùng Waterloo, một ngôi nhà trung bình ở Wilmot được bán với giá là 916.167 đô la vào tháng trước. Mặc dù điều đáng chú ý là Salonen mới 28 tuổi nhưng có lẽ trường hợp của cô là duy nhất trong số các đồng nghiệp chính của cô ấy. Salonen trở thành nữ thị trưởng đầu tiên của Wilmot vào tháng 10 năm 2022 khi cô nhận được hơn 60% phiếu bầu. Hai phụ nữ nhập viện vì bị sát đánh ở Quebec. Hôm 10 tháng 8, hai phụ nữ ở vùng sydney John của Quebec đã được đưa đến bệnh viện sau khi ít nhất là một người trong số họ bị sát đánh trúng. Vụ việc xảy ra ở một thị trấn cách thành phố Quebec khoảng 240 km về phía Bắc. Trong số hai nạn nhân, có một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị thương nặng. Cô đã được đưa đến bệnh viện trước khi được chuyển đến một cơ sở ở thành phố Quebec. Tính đến sáng 11 tháng 8 thì tình trạng của cô vẫn nguy kịch người phụ nữ còn lại cũng được đưa đến bệnh viện để điều trị với vết thương nhẹ. Theo cơ quan chức năng, rất có thể chỉ có người phụ nữ bị thương nặng mới thực sự bị xét đánh trúng. Nạn nhân thứ hai có thể là bị thương do gần với người phụ nữ này. Trong khi số vụ xét đánh ở Quebec khá yên ắng trong tháng 6, thì tháng 7 đã có số lượng xét đánh cao thứ bảy trong 20 năm qua. Số người bị thương do xét đánh hàng năm ở Canada là khoảng 180 người, với 2-3 trường hợp tử vong cơ quan thời tiết luôn luôn cảnh báo rằng nếu có sấm sét thì mọi người nên đi vào trong nhà. Dự kiến là những cơn giông bão nghiêm trọng có thể ập đến vào tuần tới ở Quebec. Trong khi đó thì những ngày cuối tháng 8 sẽ yên tĩnh hơn. Khói cháy nghi ngút khi xe tải va chạm với tàu lửa ở Alberta. Các đội cấp cứu đã được gọi tới một vụ va chạm liên quan tới một xe tải chở nhiên liệu và một đoàn tàu ở Whitecourt, Alberta sáng 11 tháng 8. RCMP đã nhận được thông báo về vụ tai nạn vào lúc 8 giờ 38 phút sáng và nó xảy ra trên quốc lộ 43 gần tới ngã ba của quốc lộ 32. Vụ việc đã khiến cho một người bị thương nhẹ. Vì nguy cơ xảy ra vụ nổ, mỗi người được yêu cầu tránh xa hiện trường cho đến khi có thông báo mới. Ngày trước 4 giờ chiều, năm 11, Một Alberta cho biết một làn đường của quốc lộ 43 đã được mở trở lại cho các phương tiện giao thông sen kẽ và quốc lộ 32 đã có thể lưu thông bình thường người phát ngôn của CN, tức là công ty đường sắt quốc gia Canada, đã xác nhận một trong những toàn tàu của họ có liên quan tới vụ va chạm. Hiện tại thì các nhà điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn này. Người đàn ông rơi từ băng công và đe trúng người khác. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã tử vong sau khi rơi từ băng công gần với bờ sông của Toronto. Trong khi đó thì một người đàn ông khác đã gặp thương tích nghiêm trọng do bị nạn nhân rơi trúng. Theo cảnh sát Toronto, hai người đàn ông này đã có những vết thương nghiêm trọng ở góc đường Lexor Boulevard West và Bathurst Street ngay trước 9 giờ sáng 11 tháng 8. Cảnh sát cho biết, một trong những người đàn ông đã không có dấu hiệu sinh tồn và các cảnh sát đã thực hiện các biện pháp cứu sống. Sau đó, ông ta đã được đưa đến bệnh viện và qua đời tại đây. Cảnh sát nói rằng, người đàn ông còn lại đang trên mặt đất bị thương do bị nạn nhân rơi trúng. Cuộc điều tra đang diễn ra và cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có thông tin về vụ việc hãy cung cấp thông tin cho họ. 15 người bị tấn công tình dục tại công viên nước West Edmonton Mall Ít nhất là 15 cô gái trẻ đã báo cáo về các vụ tấn công tình dục tại công viên nước ở West Edmonton Mall qua 4 vụ việc riêng biệt trong những tháng gần đây cảnh sát đã buộc tội bốn người, hai người đàn ông trưởng thành và hai cậu bé tuổi teen. Cả hai cậu bé đều dưới 18 tuổi và không được nêu tên theo quy định của đạo luật tư pháp hình sự thanh niên. Theo sở cảnh sát Edmonton, vào ngày 16 tháng 6, bảy bé gái 11 tuổi và 12 cho biết các em đã bị tấn công tình dục bởi một người mà các em không quen biết. Một cậu bé 17 tuổi đã bị bắt và đang phải đối mặt với nhiều tội danh. Hai vụ tấn công khác đã được báo cáo vào ngày 2 tháng 7. Trong một trường hợp, một nam thanh niên bị buộc tội tấn công tình dục ba cô gái tuổi teen. Một người đàn ông 25 tuổi cũng bị buộc tội tấn công tình dục khi một cô gái tuổi teen khác báo rằng cô đã bị xàm sợ. Trong vụ việc bị cáo buộc mới nhất vào ngày 9 tháng 8, thì một người đàn ông 41 tuổi đã bị buộc tội tấn công tình dục sau khi bốn bé gái trong độ tuổi từ 13 cho tới 16 đã báo cáo rằng ông ta đã chạm vào người của họ một cách không thích hợp. Thu hồi 10.000 chiếc xe Kia ở Canada do nguy cơ hỏa hoạn. Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành lệnh thu hồi đối với 3 kiểu xe Kia. Công ty cũng đang kêu gọi người lái xe hãy đậu xe cách xa các tòa nhà do nguy cơ hỏa hoạn. Đợt thu hồi mới nhất áp dụng cho tất cả những mẫu xe Kia Soul 2023, Sportage 2023 và xe Seltos 2023-2024. Theo thông báo, một số bộ phận điện trong xe bị thu hồi có thể bị hư hỏng, đoạn mạch và quá nóng vì vậy có thể gây cháy. 10.757 chiếc xe nằm trong diện thu hồi đã được bán ở Canada. Thương hiệu Kia khuyên người lái xe nên đậu xe thu hồi ở phía bên ngoài và tránh các phương tiện và tòa nhà khác do nguy cơ hỏa hoạn. Kia cũng nhắc nhở những người lái xe bị ảnh hưởng nên mang xe đến đại lý để kiểm tra và thay thế nếu cần. Ngoài ra hãng xe cũng sẽ liên hệ với các chủ xe bị ảnh hưởng qua đường bưu điện. Một số món tráng miệng đông lạnh cũng bị thu hồi ở Canada vì có nguy cơ bị nhiễm khuẩn Listeria. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada đã ban hành lệnh thu hồi đối với 6 sản phẩm được bán bởi thương hiệu Soft Serve On The Go của Hoa Kỳ sau khi các trường hợp nhiễm vi khuẩn Listeria được báo cáo tại quốc gia này. Những sản phẩm bị ảnh hưởng bao gồm kem ốc quế, ice cream, kem sorbet và những món tráng miệng đông lạnh bị ảnh hưởng đã được bán ở Ontario và Quebec. Cho đến nay không có trường hợp nào được báo cáo ở Canada đối với các sản phẩm bị cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cảnh báo về sức khỏe. Mặc dù là nhiễm trùng Listeria rất hiếm, nhưng rủi ro lớn đối với phụ nữ mang thai, thai nhi, trẻ sơ sinh, người già và những người có hệ miễn dịch yếu. Bất chấp hàng loạt khiếu nại, Air Canada vẫn kiếm được nhiều tiền hơn Loblaws. Air Canada có thể tự hào ghi tên mình vào danh sách các công ty Canada vẫn đang kiếm được những khoản tiền đáng kinh ngạc. Bất chấp những lời phàn nạn liên tục của khách hàng và những phản ứng dữ dội từ công chúng, hãng hàng không mới đây đã công bố một kết quả tài chính quý 2 rất ấn tượng trong vài tháng qua, thu về doanh thu đáng kinh ngạc đó là 5,4 tỷ đô la và kiếm được 838 triệu đô la sau khi trừ chi phí và lãi suất vay. Điều này đánh dấu một mức tăng đáng kể 36% thu nhập trong quý 2 của năm 2023 so với quý 2 của năm 2022 và thu nhập xong tăng 1,2 tỷ đô la so với cùng kỳ năm ngoái. Khi mà các hạn chế COVID tác động mạnh đến khu vực du lịch và dẫn tới tổng thức lớn các nhà điều hành cho rằng kết quả này là do nhu cầu đi lại mạnh mẽ trở lại với hơn 11 triệu người đã bay với Air Canada chỉ trong quý vừa qua. Tuy nhiên trên thực tế thì chỉ có khoảng 54% các chuyến bay của Air Canada thực sự là đến đúng giờ vào năm ngoái và xếp hạng chót trong bảng xếp hạng gần đây về mức độ tuân thủ lịch trình của các hãng hàng không ở Bắc Mỹ. Do đó, đại đa số người Canada không coi hãng vận chuyển của đất nước là đáng tin cậy nữa. Nhờ video TikTok, nhiều người đã đổ xô đến một quán ăn nhanh ở Quebec để săn lùng món Putin. Đã hơn 2 tuần kể từ khi doanh nhân và người có ảnh hưởng ở Quebec, Olivier Primo đăng tải một video TikTok giới thiệu đến cộng đồng món Putin tại Chef Mark là một trong những món ăn ngon nhất trong tỉnh. Giờ đây, cửa hàng bán đồ ăn nhẹ địa phương đang cố gắng đáp ứng lượng khách hàng tăng đột biến. Chef Mark là một quán ăn nhanh trên East Leon cách thành phố Quebec khoảng 30 km. Thông thường thì Chef Mark đón tới 800 khách hàng mỗi ngày, nhưng kể từ khi video TikTok lan truyền thì cửa hàng đã phục vụ tới gần 1.600 khách hàng. Thu hồi nước tăng lực Monster Energy Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada, gọi tắt là CFIA, đã bán hành lệnh thu hồi toàn quốc đối với nước tăng lực nhãn hiệu Monster Energy. Việc thu hồi ảnh hưởng tới tất cả các hương vị của nước uống có chứa caffeine và không có nhãn song ngữ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. CFIE đã khuyên người dân Canada không nên tiêu thụ, phục vụ hoặc là phân phối các sản phẩm bị thu hồi. Các sản phẩm bị thu hồi nên được vứt bỏ hoặc là mang trả lại tại nơi mà bạn mua. Và đó là bản tin Canada sáng nay trên kênh Culture Channel. Và để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị hãy bấm vào like hoặc khi theo dõi chương trình, bấm nút subscribe, đăng ký kênh, bấm nút chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất. Trong phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bản tin thế giới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của bản tin Canada và Thế giới trên Culture Channel. Sau đó là một số tin thế giới đã chú ý sáng này. Người Hawaii trở về dự đoán cho tàn sau thảm họa cháy rừng kinh hoàng trên đảo Maui World Cup bóng đá nữ đã sạch bóng các cựu vương Bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra con trai của ông Biden Elon Musk và Mark Zuckerberg có thể tỷ thí hoành tráng ở Ý tình trạng thiếu chip trong ngành công nghiệp xe hơi của đức sẽ kéo dài nhiều năm và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết mời quý vị chú ý theo dõi kế là bản tin liên quan tới trận cháy rừng kinh hoàng trên đảo Maui ở Hawaii. Hàng chục người đã được trở về nhà tại thị trấn Lahaina trên đảo Maui, thế nhưng thảm họa cháy rừng lưng nay gần như đã xóa sổ hoàn toàn mọi thứ. Chính quyền của hạt Maui cho biết ít nhất là 80 người đã thiệt mạng, đánh dấu thảm họa tự nhiên chết chóc nhất trong lịch sử của bang Hawaii. xác của thú nuôi và động vật hoang dã đã xuất hiện khắp nơi trong thị trấn. Hàng loạt xe hơi cháy chỉ còn khung, được sơn chữ X đánh dấu cho thấy lực lượng cứu hỏa đã kiểm tra và không có nạn nhân ở bên trong. Có cây đa cổ thụ hơn 150 năm tuổi nổi tiếng của hòn đảo vẫn đứng thẳng giữa đống đổ nát, nhưng không còn màu xanh của cành lá và chỉ còn trơ thân. Theo tờ New York Times, kể từ khi các đám cháy rừng bắt đầu lan rộng trên đảo Maui ở Hawaii hôm 8 tháng 8, đã có hơn 11.000 du khách đã được di tản khỏi đảo này dự kiến là ngày 11 tháng 8, hơn 1.500 du khách nữa sẽ được đưa ra khỏi đảo. Đảo Maui nói riêng và quần đảo Hawaii nói chung có ngành kinh tế chủ đạo là du lịch với vị trí cô lập ở giữa Thái Bình Dương. Do đó khi trái rừng xảy ra thì hàng ngàn du khách đã đổ về sân bay Kahului. Họ vừa tìm đường về nhà vừa tìm nơi trú ẩn. Do lượng khách tăng đột biến đã khiến cho nhiều hãng hàng không không trở tay kịp dẫn đến cảnh tượng đông nghẹt tại sân bay này. World Cup bóng đá nữ đã sạch bóng các cựu vương. Sau khi Nhật Bản bị loại khỏi vòng tứ kết thì tất cả các đội vô địch của World Cup đã không còn hiện diện ở trong giải của năm nay. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc World Cup bóng đá nữ chắc chắn sẽ đón nhà vô địch mới. Bốn đội từng vô địch World Cup bao gồm đội của Mỹ 4 lần, đội của Đức 2 lần, Na Uy một lần và Nhật Bản một lần đều đã bị loại. Trong số này, Đức bị loại sớm nhất ngay sau vòng bảng. Mỹ và Na Uy đã bị loại sau vòng 16 đội, còn Nhật Bản bị loại ở trận tứ kết. Việc giải đấu chắc chắn sẽ có nhà vô địch mới cũng khiến cho World Cup bóng đá nữ của năm 2023 trở thành kỳ giải vô địch thế giới nhiều bất ngờ nhất từ trước đến nay. Thẩm phán dọa đẩy nhanh sự án nếu ông Trump bình luận khiêu khích. Thẩm phán Chicken nói bà sẽ đẩy nhanh xét xử cáo buộc âm mưu can thiệp vào bầu cử với ông Trump nếu cựu tổng thống có bình luận kích động. Bà Chicken phụ trách xét xử ông Trump và cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống vào năm 2020. Đến điểm là cuộc bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 khiến cho 5 người thiệt mạng. Công tố viên đặc biệt Jack Smith là người dẫn dắt cuộc điều tra đã đưa ra bốn cáo buộc liên quan. Tại phiên điều trần, đại diện của ông Trump cùng với các công tố viên còn tranh luận về việc cựu tổng thống có thể chia sẻ bao nhiêu bằng chứng trong vụ án với công chúng. Bà Stratton quyết định cho phép ông Trump chia sẻ một số bằng chứng không nhạy cảm. Theo bà, thì các quyền của bị cáo sẽ được bảo vệ, nhưng quyền tự do ngôn luận theo tu chính án thứ nhất và phải tuân theo quy định. Các công tố viên phản đối cho rằng ông Trump sẽ dùng những thông tin trong bằng chứng để đe dọa nhân chứng. Họ vẫn lại bình luận nếu bạn truy đuổi tôi, tôi sẽ truy đuổi bạn mà cựu tổng thống đã đăng trên mạng xã hội True Social vào tuần trước. Thẩm phán xác hình cho ông Trump hạn chót là 17 giờ ngày 14 tháng 8 để phản hồi. Đội ngũ pháp lý của cựu tổng thống đề nghị thêm 3 ngày để chuẩn bị nhưng đã bị bà bác bỏ và xác hình sẽ cân nhắc tổ chức phiên điều trần tiếp theo dựa trên phản hồi từ ông Trump. bổ nhiệm công tố viên đặc biệt đã điều tra con trai của ông Biden. Ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Merrick Garland đã tuyên bố công tố viên David Weiss, người đề đơn cáo buộc hình sự đối với ông Hunter Biden, sẽ có thêm thẩm quyền điều tra xem con trai của Biden có tham gia hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hay không. Theo hãng tin Reuters, việc ông Garland bổ nhiệm ông Weiss xảy ra khi các đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ đe dọa tiến hành điều tra luận tội về cáo buộc tổng thống Biden được hưởng lợi từ các hoạt động kinh doanh của con trai mình. Ông Wayes ban đầu được cựu tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào vị trí công tố viên cho bang Delaware tiếp tục ở lại vị trí này dưới chính quyền của ông Biden. Trước đó, đảng Cộng hòa đã cáo buộc ông Biden thu lợi từ các dự án kinh doanh của con trai ông ở Ukraine và Trung Quốc, song phía Cộng hòa chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng nào về hành vi sai trái này ông Hunter Biden 53 tuổi từng làm việc là tư cách của nhà vận động hành lang, luật sư, nhà tư vấn và chủ ngân hàng đầu tư. Ông Hunter Biden cho biết bản thân phải vật lộn với chứng nghiện rượu và sử dụng cocaine. Ông Facebook tội Hunter Biden không nộp thuế trong năm 2017 và 2018 và sở hữu súng bất hợp pháp trong khi nghiện ma túy. Musk và Mark Zuckerberg có thể tỷ thí hoành tráng ở ý. Elon Musk cho biết trận đấu võ với Mark Zuckerberg sẽ được tổ chức tại một địa điểm hoành tráng với chủ đề La Mạc Cổ Đại. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Ý Geleno Sanjuliano thông báo ông đã nói chuyện với Elon Musk về việc tổ chức sự kiện này. Theo hãng tin Reuters, ông Sanjuliano đã không nói rõ sự kiện trên là gì hoặc là khi nào nó sẽ diễn ra. Ông Sanjuliano chỉ cho biết địa điểm tổ chức sẽ không phải là Rome. Tuy nhiên, một số ý kiến tại Ý đã phản đối việc ủng hộ hai tỷ phú đấu võ tại nước này. Tình trạng thiếu chip trong ngành công nghiệp xe hơi của Đức sẽ kéo dài nhiều năm. Một nhà quản lý cấp cao của Audi cho biết sẽ mất nhiều năm để giải quyết tình trạng thiếu chất bán dẫn gây ra sự tắc nghẽn cho ngành công nghiệp xe hơi của Đức. Các nhà sản xuất xe hơi và điện tử của Đức sẽ bị ảnh hưởng nặng nề từ sự chậm trễ trong sản xuất do tình trạng thiếu chip trên toàn cầu các nhà điều hành và hoạt định chính sách đang cân nhắc lại tuyến cung ứng và cố gắng giảm sự phụ thuộc vào một số nhà cung cấp chip châu Á và Mỹ. Berlin đang thu hút các nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới với khoản trợ cấp hàng tỷ euro. Các nhà sản xuất chip như là Intel của Mỹ và TSMC của Đài Loan năm nay đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất chip ở Đức. Renata Vashenauer, người đứng đầu của bộ phận mua sắm OD thuộc sở hữu của Volkswagen cho biết rốt cuộc phải mất nhiều năm có khoảng hàng tỷ Mỹ Kim đang được đầu tư. Các nhà sản xuất xe hơi có thể giảm bớt tắc nghẽn băng kết, giảm bớt những loại chip được sử dụng từ 8.000 loại khác nhau trên các phương tiện hiện nay. Chúng tôi phải sử dụng nhiều đòn bẫy để ổn định nguồn cung chất bán dẫn, cũng như là dự trữ trên thị trường môi giới một mức độ nào đó. Và Vashenauer nói thêm, Đức sẵn sàng đầu tư 20 tỷ euro để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn ở trong nước, Bloomberg cho hay. Rút một triệu thùng dầu khỏi tàu bị phân hủy ở ngoài khơi của Biển Đỏ. Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 8 cho biết đã hoàn thành việc loại bỏ một triệu thùng dầu khỏi siêu tàu chở khăn đang phân hủy ở ngoài khơi Biển Đỏ của Yemen. Các quan chức và các nhà hoạt động của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo trong nhiều năm rằng toàn bộ bờ biển của Biển Đỏ đang gặp rủi ro vì tàu chở dầu FSO Safer mắc kẹt trên biển này trong 5 năm qua có thể bị vỡ hoặc là phát nổ. Lâm Trang lưỡng dầu gấp 4 lần so với thảm họa dầu Exxon Valdez năm 1989 ngoài khơi Alaska. Cuộc nội chiến ở Yemen kéo dài từ năm 2014 tới năm nay đã khiến cho các hoạt động báo trì trên tàu Safer bị đình chỉ vào năm 2015 con tàu được sử dụng để cất giữ đã neo đậu ở ngoài khơi của Yemen trong hơn 30 năm. Akim Steiner, quản lý chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, là cơ quan điều phối các nỗ lực phức tạp để loại bỏ dầu khỏi con tàu cho biết đây là thời điểm quan trọng để ngăn chặn một thảm họa có thể xảy ra. Các đội cứu hỏa đã hoạt động trong 18 ngày tại khu vực xung đột ở ven biển có nhiều thủy lôi giữa nhiệt độ mùa hè cao và dòng chảy mạnh để dỡ dầu ra khỏi tàu. Ông Steiner cho biết Liên Hợp Quốc đã huy động hơn 120 triệu Mỹ Kim cho hoạt động này. Trong đó, yêu cầu mua một tàu chở dầu thứ hai cho lượng dầu thô được dỡ xuống và đồng thời điều máy bay chờ sẵn để làm tan dầu trong trường hợp tràn dầu. Bên cạnh đó, tổ chức cũng đề ra các chính sách với hơn chục công ty bảo hiểm để bảo lãnh cho hoạt động này. Trong một bài đăng xã hội, Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, một thảm họa môi trường và nhân đạo đã được ngăn chặn và kêu gọi các nhà tài trợ hãy giúp hoàn thành dự án này. Philippines đàm phán để mua gạo của Việt Nam và Ấn Độ. Để hạ nhiệt trong nước, Philippines vừa nhận giá gạo tốt hơn từ Việt Nam và đang thuyết phục Ấn Độ bán hàng, theo Bloomberg cho hay. Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp Philippines Domingo Pengenabin vừa thông báo gửi tới văn phòng của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. rằng đã nhận được báo cáo giá thấp hơn đến 40 mỹ kim mỗi tấn từ các nhà sản xuất gạo của Việt Nam sau cuộc đàm phán mới nhất. Song song đó, tổng thống Marcos cùng với Bộ Nông nghiệp dự tính sẽ làm việc với chính phủ của Ấn Độ để xem xét việc xuất khẩu gạo sang nước này trên cơ sở nhân đạo. Điều này hy vọng sẽ mở đường cho đất nước có được điều khoản tốt hơn để nhập khẩu thêm 300.000 tấn cho tới 500.000 tấn gạo năm nay, ông Domingo nói. Philippines cần mua thêm gạo của Việt Nam và Ấn Độ nhằm hạ nhiệt giá ở trong nước. Việc nhập khẩu gạo từ hai nước này sẽ giúp làm giảm giá gạo ở trong nước vì tăng dự trữ của quốc gia. Ngay cả khi không nhập khẩu, chúng tôi cũng có gạo đủ dùng trong 52 cho tới 57 ngày vào cuối năm. Ông Domingo giải thích, Philippines là một trong những nhà sản xuất gạo lớn nhất của thế giới, nhưng nước này thường mua gạo từ các nhà cung cấp lớn thứ hai như là Thái Lan và Việt Nam để bù đắp thiệt hại sản xuất do các cơn bão gây ra. Họ dự kiến cần nhập 2,5 triệu tấn gạo trong năm nay so với mức khoảng 3,5 triệu tấn vào năm 2022. El Nino có thể tiếp diễn khắp khu vực Bắc bán cầu trong mùa đông này. Cơ quan thời tiết quốc gia NWS cùng Mỹ ngày 11 tháng 8 đưa ra dự báo về nguy cơ El Nino tiếp diễn khắp khu vực Bắc Bán Cầu trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 cho tới tháng 2 năm 2024. Theo NWS, trong tháng 7 vừa qua, El Nino tiếp diễn khi nhiệt độ bề mặt của biển vẫn cao ở trên mức trung bình và điều này được ghi nhận ở vùng biển Thái Bình Dương, nằm trên vùng sức đạo. Với những diễn biến về thời tiết gần đây, các nhà dự báo tin chắc hơn về nguy cơ tái diễn El Nino ở mức độ trầm trọng hơn với nhiệt độ có thể gia tăng 1,5 độ C hoặc là hơn trong thời gian từ tháng 11 năm 2023 cho tới tháng 1 năm 2024. Tổ chức Khí tượng Thế giới hồi tháng 5 từng cảnh báo rằng El Nino có thể góp phần làm tăng nhiệt độ toàn cầu. El Nino là hiện tượng nóng lên dị thường ở các lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo, trung tâm và đông Thái Bình Dương, thời gian kéo dài thường từ 8 cho tới 12 tháng hoặc lâu hơn. Thông thường thì hiện tượng El Nino sẽ xuất hiện 3 cho tới 4 năm một lần, song cũng có khi là dày hơn hoặc là thư hơn. Tuy nhiên thực tế biến đổi khí hậu làm cho hiện tượng El Nino xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn, trở thành một thách thức lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới khi phải tìm cách ứng phó với các thảm họa thiên tai như là nắng nóng, khô hạn, mưa lũ do ảnh hưởng của hiện tượng này. Mỹ và Trung Quốc tăng gần gấp đôi số chuyến bay giữa hai nước. Mỹ và Trung Quốc đồng ý tăng gần gấp đôi lượng chuyến bay chở khách giữa hai nước kể từ ngày 1 tháng 9, mở đầu dấu hiệu hợp tác hiếm hoi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hôm 11 tháng 8, chính quyền của Tổng thống Biden cho biết Mỹ và Trung Quốc sẽ phê duyệt bổ sung gấp đôi số chuyến bay chở khách qua lại giữa hai nước. Đây cũng được xem là một dấu hiệu hợp tác hiếm hoi giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Đài truyền hình CNBC dẫn thông báo của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết số lượng chuyến bay chở khách Trung Quốc được bay đến Mỹ sẽ tăng từ 12 chuyến khứ hồi lên 18 chuyến khứ hồi mỗi tuần từ ngày 1 tháng 9 tới và tiếp tục tăng lên 24 chuyến mỗi tuần vào ngày 29 tháng 10. Và đồng thời, cơ quan này cho biết thêm phía chính phủ của Trung Quốc cũng đồng ý với mức tăng tương tự với các chuyến bay của hãng hàng không Mỹ. Công nhân đường sắt Anh tiếp tục lên kế hoạch đình công. Ngày 11 tháng 8, thì liên đoàn công nhân ngành đường sắt hàng hải vận tải của Anh gọi tắt là RMT thông báo khoảng 20.000 nhân viên đường sắt làm việc cho các công ty khai thác tàu hỏa ở Anh sẽ tổ chức thêm các cuộc đình công vào ngày 26 tháng 8 và 2 tháng 9 để yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. RMT tuyên bố. Tổ chức công đoàn này không còn nhiều lựa chọn ngoài việc tổ chức thêm các hoạt động đình công vì nhóm vận tải đường sắt ODG đã không đưa ra đề nghị cải tiến hoặc là sửa đổi nào về việc tăng lương. Tổng thư ký của RMT là Mick Lynch cho biết, các thành viên của chúng tôi vẫn kiên định và quyết tâm trong việc đấu tranh trên toàn quốc về việc tăng lương, an toàn làm việc và điều kiện làm việc. Ông cũng nhấn mạnh rằng các thành viên của RMT sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi đạt được một giải pháp công bằng. Từ đầu năm 2022 đến nay, thì làn sóng đình công tại Anh đã lan rộng từ lĩnh vực tư nhân sang lĩnh vực công, nhất là công nhân đường sắt trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt và suy thoái kinh tế khiến cho đời sống của người dân trở nên khó khăn. Cũng tại Anh, các bác sĩ vùng England tiếp tục đình công và yêu cầu tăng lương. Ngày 11 tháng 8, thì các bác sĩ làm việc tại bệnh viện ở vùng England của Anh đã tiếp tục phát động một cuộc đình công kéo dài 4 ngày nhằm yêu cầu tăng 35% lương. Cuộc đình công bắt đầu lúc 7 giờ ngày 12 tháng 8 và kết thúc 7 giờ ngày 15 tháng 8 giờ địa phương. Đây là cuộc đình công thứ 5 của các bác sĩ trẻ mới hành nghề. Lực lượng chiếm khoảng 50% số bác sĩ làm việc tại các bệnh viện ở Anh lan sóng đình công của các bác sĩ và y tá, nhân viên y tế yêu cầu tăng lương ngang hoặc là cao hơn lạm phát đã khiến cho nhiều bệnh nhân bị hủy hoặc là hoãn hẹn thăm khám và điều trị. Giới chức y tế của Anh ước tính các cuộc đình công kéo dài đã gây thiệt hại 1 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 1,2 tỷ Mỹ Kim cho dịch vụ y tế quốc gia. Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Steve Barclay đã chỉ trích việc các bác sĩ từ chối đề xuất của chính phủ tăng 6% lương cộng với một khoản trợ cấp một lần trị giá 1.250 bảng Anh và cho rằng hành động đình công làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân. Trong khi đó, các bác sĩ cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đình công và các buộc chính phủ đã từ chối đàm phán. Theo Hiệp hội Y khoa Anh, lương của các bác sĩ trẻ mới hành nghề đã giảm 26% trong 15 năm qua. ba thời điểm vàng để uống nước mật ong tốt cho sức khỏe mật ong chứa nhiều giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Trong mật ong có khoảng 35% là đường glucose và khoảng 40% là đường fructose. Hai loại đường này dễ được cơ thể hấp thụ và có thể nhanh chóng bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Theo các chuyên gia, từng thời điểm uống mật ong sẽ đem lại những lợi ích sức khỏe khác nhau. Dưới đây là những thời điểm tốt nhất để uống mật ong mà bạn nên tham khảo. Thời điểm thứ nhất đó là khi bạn thức dậy vào buổi sáng năng lượng cần thiết cho sự trao đổi chất của tế bào não và đường trong cơ thể con người. Vì vậy, bạn thức dậy vào buổi sáng thì uống một ly nước mật ong có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn cho tế bào não, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện chức năng của não. Vì vậy, buổi sáng sau khi thức dậy thì bạn nên uống một ly nước mật ong để thúc đẩy đường ruột nhanh chóng giải độc và có tác dụng chữa bệnh. Thời điểm thứ hai, uống mật ong vào buổi tối trong mật ong có chứa rất nhiều khoáng chất tự nhiên và vitamin giúp tăng cường sức khỏe đề kháng cho người sử dụng sau một ngày làm việc mệt mỏi và căng thẳng uống một cốc nước mật ong vào buổi tối sẽ kích thích tinh thần giúp tỉnh táo hơn xua tan mệt mỏi và thời điểm sau cùng đó là uống trước khi đi ngủ uống mật ong buổi tối trước khi đi ngủ sẽ giúp hạn chế tình trạng mất ngủ giảm bớt căng thẳng và có được một giấc ngủ ngon một cốc nước ấm pha mật ong cho thêm chút chanh tươi sẽ giúp cho cơ thể giải độc tố ra ngoài và hệ bài tiết của cơ thể sẽ hoạt động tốt hơn. Ngoài ra, uống mật ong trước khi đi ngủ cũng hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2, hỗ trợ điều trị trào ngược dạ dày thực phẩm và hạ huyết áp. Thói quen uống mật ong trước khi đi ngủ sẽ còn giúp cho cơ thể giảm cân vì cơ thể sẽ bắt đầu đốt nhiều chất béo hơn vào ban đêm mỗi cốc nước ấm pha mực ong nguyên chất chỉ chứa có 64 calo và sẽ làm cho cảm giác no suốt đêm. Và đến đây thì bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel sáng nay xin được khép lại. Chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm và chú ý theo dõi của quý vị. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này ngày một tốt hơn. Và chúng tôi cũng kính mời quý vị hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những bản tin mới nhất. Tuấn Liêm xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và an lành. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kỳ sau.